Việt Nam đang đi trong bóng đêm không ánh sáng tại hội thảo khoa học xây dựng thể chế kinh tế thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh nghiệm quốc tế và gợi ý đối với Việt Nam do Ngân hàng Thế giới và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức vào ngày 22 tháng 12. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng thú nhận rằng, Việt Nam đi mà không biết đi đâu, chế độ cộng sản Việt Nam đang đi trong bóng đêm không ánh sáng, cướp bịch rồi gỡ, làm mất nhiều cơ hội. Việt Nam đã và đang làm nhiều để cải cách thể chế như cải cách doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu đầu tư công, xây dựng pháp luật, nhưng có vẻ chưa đủ nên lại tiếp tục cải cách thể chế theo ông dũng bản chất thể chế là các quy định thể lệ luật chơi mà nhà nước đưa ra làm công cụ để giám sát kiểm tra và rồi điều chỉnh các quy định đó khi thấy không phù hợp nhưng ông e ngại là việc nhà nước đang lạm phát các quy định rồi quay lại điều chỉnh ông ví von cuộc sống đang là dòng chảy thì nhà nước đưa ra quy định để đổ đá và bè đắp làm tắc nghẽn dòng chảy khi thấy sai rồi nhà nước bỏ đá đi thì gọi là cải cách thay đổi mới thể chế Ông Raymond Malone, cố vấn cao cấp dự án nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam, chỉ ra hàng loạt các vấn đề hiện nay như nền kinh tế chậm chuyển đổi sang kinh tế thị trường cạnh tranh, thiếu sáng tạo trong kinh doanh, tăng trưởng chậm đối với khu vực doanh nghiệp nói chung và các nhóm lợi ích có quan hệ với giới chức quyền lực giàu có nhanh nhờ có đặc quyền tiếp cận vốn, đất đai và thị trường. Theo giáo sư Jeon Ho Kim, diễn giả chính nói, để đạt được sự thịnh vượng phải phát triển dựa ba trụ cột là chính trị đa nguyên xã hội dân sự và kinh tế dựa vào ngành công nghiệp có hàm lượng trí thức và sáng tạo cao